Thưa khán giả, sáng nay ngày 16 tháng 8, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới các trường trên địa bàn huyện Kế Sách. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Toàn huyện Kế Sách có 59 cơ sở giáo dục, trong đó có 57 trường học công lập với 2.176 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung rà soát các điểm trường để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học, rà soát đội ngũ viên chức trường học, dự báo số học sinh ra lớp năm học 2023-2024 để chủ động sắp xếp đội ngũ giáo viên cho phù hợp. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương phối hợp các trường trong việc huy động tối đa học sinh đến lớp, huy động mọi nguồn lực để có kế hoạch hỗ trợ học sinh khó khăn, không để bất cứ học sinh nào không được tới trường và không có sách giáo khoa trong năm học mới. Bên cạnh những mặt thuận lợi, các trường cũng còn gặp một số khó khăn như một số ít điểm lẻ của trường mẫu giáo còn phải học nhờ phòng của trường tiểu học, vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, một số trường học thuộc cấp tiểu học chưa có phòng tin học. Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới tại trường Trung học Phổ thông Kế Sách, trường Trung học Cơ sở Kế Sách và trường Tiểu học Kế Thành 1. Tại các nơi đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày tự trường của các đơn vị. Đối với một số trường trong điều kiện vẫn còn khó khăn, nhưng với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm, các thầy cô đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đón học sinh ra lớp. Mặc dù được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và nỗ lực của cán bộ thầy cô giáo, nhưng hiện nay tỷ lệ trường đạt chuẩn của huyện Kế Sách vẫn còn rất thấp. Một số điểm lẻ còn khó về cơ sở vật chất. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm đến vấn đề này, khẩn trương khắc phục ngay. Về tình trạng thừa thiếu giáo viên, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn chỉ đạo ngành giáo dục địa phương tham mưu huyện để có giải pháp sớm giải quyết tình trạng này, đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền huy động cả hệ thống chính trị cùng với ngành giáo dục cùng chăm lo cho các em với tinh thần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các em đến trường trong năm học mới. Chiều nay 16 tháng 8, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Mỹ Xuyên. Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được huyện Mỹ Xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng kịp thời, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa để thực hiện. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được tăng cường, giúp nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài cũng được địa phương chú trọng quan tâm kịp thời. Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ còn 11 trường hợp khiếu nại đang được địa phương tích cực giải quyết. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền giáo dục chưa thường xuyên, nội dung chưa đi vào chiều sâu, một số cơ quan đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời. Ông Nguyễn Văn Sát đánh giá cao những nỗ lực của huyện Mỹ Xuyên và đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Chú trọng đổi mới hình thức nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư tạp kéo dài, đơn thư vượt cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, tổ chuyên viên giúp việc cho hội đồng đã báo cáo công tác tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị đặt tên đường trên địa bàn huyện Trần Đề và thị xã Ngã Năm. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề và Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân hai địa phương và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát 4 tuyến đường đề nghị đặt tên và 1 tuyến đường đề nghị điều chỉnh chiều dài. Qua trao đổi đóng góp ý kiến của các thành viên, hội đồng đã thống nhất thông qua 3 đường đề nghị đặt tên trên địa bàn huyện Trần Đề là đường Lăng Ông Nam Hải, đường Võ Thị Sáu, đường Tôn Đức Thắng và thống nhất đối với đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Năm về đặt tên đường Nguyễn Du.
Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu rà soát kiện toàn hội đồng tư vấn, các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát các tuyến đường chưa được đặt tên và tham mưu để đặt tên cho phù hợp kịp thời. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng ngân hàng tên đường để làm cơ sở cho các địa phương tham khảo, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính. Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp, chiều nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tọa đàm trực tuyến phát huy vai trò cộng đồng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Tại điểm cầu Sóc Trăng, dự hội nghị có ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Buổi tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá vai trò, vị thế, năng lực, sự cần thiết phải phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong phát triển cộng đồng, giới thiệu mô hình phát triển cộng đồng tiêu biểu tại một số tỉnh thành, đồng thời thảo luận phương pháp, cách tiếp cận và giải pháp phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp vì nông dân là chính, các nội dung được bàn luận tại tọa đàm là những gợi mở quan trọng để các tỉnh có thể tiếp cận cách quản lý dựa vào cộng đồng thay vì tư duy hành chính trong việc quản lý dựa vào công cụ pháp luật hay thể chế, phát triển mạnh mẽ hơn lĩnh vực kinh tế nông nghiệp dựa vào sức mạnh cộng đồng, điển hình là các mô hình kinh tế tập thể.